Nhà mình đây trồng bông dẫn thọ từ tết chân. Phía sau vườn mình là sẽ trồng đậu que. Đây, đậu que nhà mình. Còn đây là trồng mấy cái ớt. Phía bên đây là mấy dây dưa hấu để tết có ăn nè. Giờ ra bông hết rồi. Đậu que. Hấu mình ra bông hết rồi. Bên kia là trồng được 3 tiếp củ qua. Mấy đậu que dễ ăn lắm. Đây là chị hai mình trồng rau muống nè, muống cho mấy bạn coi khổ qua nhà mình nha. Đây là một clip nè, đây là clip thứ hai. Bên kia là clip thứ ba. Chỉ có 3 lít thôi nhưng mà trái nhiều lắm. Hồi sáng này là anh hai mình đã cắt một mớ rồi, cắt một đợt rồi. Khổ qua thì mình ăn là cách một ngày, mình cắt một ngày nha. Khổ qua giờ còn có 12.000 một ký à. Rất là nhiều luôn. Mà mình không có đi vô sau mà lỡ ra. Giờ mình quay cho mấy bạn mấy cái trái mà từ sáng mà cắt xong rồi á. Nhà mình thì có trồng nhãn nữa. Nhãn nhà mình trồng á, nó ép giá quá, bán còn kiếu 12.000 thôi. Đây, anh hai mình mới hái nhãn vô nè. Nói cây bển hả? Cái này nhãn nhà mình á. Đây. Đây là cái nhãn nhà mình. Nhãn này là nhãn giống y đo. Nhãn y đo là hột nhỏ, da mỏng, thịt nhiều. Rất là ngọt luôn nha. Cây rất là xây quằn trái luôn á. Bye bye mấy bạn nha.